Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dõng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, và dạy bảo người khác tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, làm những việc như vậy rồi, đại Bồ Tát lại phát nguyện. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi, không lìa bỏ năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát, hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dõng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu tập 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, và dạy bảo người khác tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Làm như vậy rồi, đại Bồ Tát phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi, không lìa bỏ 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dõng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, và dạy bảo người khác tu 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Làm như vậy xong, đại Bồ Tát lại phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi, không lìa bỏ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dõng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, và dạy bảo người khác tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Làm như vậy xong, đại Bồ Tát lại phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi, không để bỏ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dõng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, và dạy bảo người khác tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Làm như vậy rồi, đại Bồ Tát lại phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi, không lìa bỏ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dõng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu tất cả hạnh đại Bồ Tát và dạy bảo người khác tu tất cả hạnh đại Bồ Tát. Làm như vậy rồi, đại Bồ Tát lại phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không để bỏ tất cả hạnh đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dõng mãnh tinh tấn và phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, tự mình tu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật và dạy bảo người khác tu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Làm như vậy xong, đại Bồ Tát lại phát nguyện, khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tôi nguyện cho các loài hữu tình trong quốc độ của tôi không lìa bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nhờ hành nguyện này mà có thể trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật đang ở. Thiện hiện nên biết, chúng đại Bồ Tát ấy tùy theo nơi chốn và thời gian mà hành đạo Bồ Đề nên được viên mãn hành nguyện đã phát, tức là bất cứ nơi nào, lúc nào cũng tinh tấn tu học. Do nhân duyên này mà tự mình có thể thành tựu tất cả pháp lành, cũng có thể khiến cho người khác tuần tự thành tựu tất cả pháp lành. Tự mình có thể tu đắc tướng tốt đẹp, thủ thắng để trang nghiêm thân, cũng có thể khiến người khác lần lượt tu được tướng tốt đẹp, thủ thắng để trang nghiêm. Đó là do phước đức rộng lớn bảo hộ. Thiện hiện nên biết, chúng đại Bồ Tát ấy hạnh nguyện tu tập đã được viên mãn và đều được ở chỗ Phật trang nghiêm thanh tịnh khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Loài hữu tình được giáo hóa cũng sanh vào cõi đó, cùng nhau thọ hưởng pháp lạc đại thừa của tịnh độ. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nên tu hành trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật như vậy, bởi vì trong cõi đó không nghe có ba đường ác, cũng không nghe có các cảnh giới thuộc ác kiến, không nghe có ba độc tham sân si, không nghe có hình tướng nam nữ, không nghe có thanh văn độc giác,
không nghe có khổ vô thường. Những việc không vừa ý, không nghe có cất chứa của cải, không nghe có chấp ngã ngã sở, tùy miên kiết sử điên đảo chấp trước, không nghe có an lập quả vị sai khác của hữu tình, chỉ nghe nói về những tiếng không vô tướng vô nguyện, vô sanh vô diệt vô tánh, nghĩa là tùy theo những điều ưa thích riêng biệt của hữu tình. Tất cả những vật trong ngoài, ở trong rừng, thường có gió nhẹ, làm va chạm vào nhau phát ra những loại âm thanh vi diệu. Trong âm thanh đó nói tất cả pháp đều không có tự tánh, vì không có tự tánh nên nó là không, vì không nên vô tướng, vì vô tướng nên vô nguyện, vì vô nguyện nên vô sanh, vì vô sanh nên vô diệt, cho nên các pháp xưa nay tịch tịnh, tự tánh niết bàn. Như Lai xuất hiện ở đời hay không xuất hiện ở đời, pháp giới của các pháp vẫn là pháp thường trụ như vậy, nghĩa là tất cả pháp vô tánh không, vân vân. Trong cõi Phật đó, các loại hữu tình hoặc đêm hoặc ngày, hoặc đi đứng nằm ngồi, thường nghe những âm thanh diệu pháp như vậy. Thiện hiện nên biết chúng đại Bồ Tát đó đều trụ ở cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương đều khen ngợi danh hiệu của các vị Phật ấy. Nếu hữu tình nào nghe danh hiệu của chư Phật như thế thì nhất định đối quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được đắc bất thối chuyển. Thiện hiện nên biết chúng đại Bồ Tát đều trụ ở cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tuyên nói chánh pháp,